Hi, xin chào mọi người, mình là Irene đến từ Coi 68 và trong video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với số đầu tiên của series Tuần qua có gì. Trong series này thì Irene sẽ cùng anh em đi điểm lại một số những cái tin tức hot nhất ở trong tuần vừa qua để anh em có được cái nhìn tổng quan về thị trường crypto, thị trường tiền điện tử và nắm được những thông tin quan trọng trong thế giới blockchain. Không để anh em chờ lâu hơn nữa, chúng ta hãy cùng bắt đầu vào video ngày hôm nay thôi. Và trong video ngày hôm nay thì Coi 68 TV sẽ cùng anh em tìm hiểu những thông tin đáng chú ý sau. Đầu tiên là về việc Fed tăng lãi suất cao nhất trong vòng 22 năm qua và những dự báo trong tháng tới. Thứ hai là Elon Musk đổi tên cùng bộ nhận diện của Twitter khiến giá của Dogecoin thay đổi chóng mặt. Tin tức quan trọng thứ ba là về Worldcoin đồng loạt niêm yết ở trên nhiều sàn, FDV đạt kỷ lục chưa từng có. Kế đến thì chúng ta hãy cùng đến với đất nước Nhật Bản, nơi đang có những chính sách bật đèn xanh cho thị trường crypto. Ngoài ra thì còn rất nhiều thông tin quan trọng khác sẽ có trong số đầu tiên của tuần qua có gì. Anh em hãy cùng chú ý theo dõi nhé. Và nếu như anh em thích video này thì đừng quên like, share và subscribe cho Coi 68 TV cũng như là ấn vào nút chuông nho nhỏ để ủng hộ tụi mình nhé. Ok, và không để anh em chờ đợi thêm nữa, hãy cùng mình đến với tin tức đầu tiên nhé. Khuya ngày 27 tháng 7 theo giờ Việt Nam thì Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed đã thông báo công bố nâng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản, tức là 0,25%, phát tín hiệu thắt chặt thêm lần nữa trong năm nay. Qua đó thì đã đưa lãi suất tham chiếu lên mức 5,25% cho đến 5,5%, mức cao nhất kể từ năm 2001. Động thái trên thì đã đánh dấu lần tăng lãi suất thứ 11 của Fed sau thời gian tạm dừng từ tháng 2 nhằm hạ nhiệt lạm phát hiện đang gấp đôi mục tiêu là 2% của Fed. Sau tin tức trên thì thị trường tiền mã hóa không mấy biến động do tin tức này thì không nằm ngoài dự báo của giới phân tích và giới nhà đầu tư. Bitcoin, BTC thì đã tăng 1,3% lên mốc 29.690 USD nhưng lại sớm lao dốc về 29.362 USD. Đồng coin có vốn hóa lớn nhất của thị trường crypto thì đã sideways trong vùng 29k cho đến 31k5 trong hơn một tháng vừa qua. Ethereum thì cũng bật lên mốc là 1.888 USD và hiện đang được giao dịch quanh mốc 1.873 USD, ghi nhận tăng 1% trong 24 giờ qua theo dữ liệu vào ngày 27 tháng 7. Giá của các đồng altcoin khác thì không có dấu hiệu thay đổi quá là nhiều, dù sắc xanh thì đang phủ khắp thị trường crypto. Xong, từ đây đến cuộc họp kế tiếp vào tháng 9 thì sẽ có thêm 2 đợt công bố CPI và 2 lần niêm yết dữ liệu việc làm. Tại buổi họp báo thì Chủ tịch Powell đã phát biểu nước đôi, khẳng định lạm phát thì vẫn đang tăng tốc và cơ quan của ông thì dự định sẽ tăng lãi suất một lần nữa trong năm nay. Ok, sau thông tin Fed tăng lãi suất thì anh em hãy cùng Irene đi tìm hiểu về một dự án cực kỳ hot, đó chính là Worldcoin. Cộng đồng tiền mã hóa vào ngày 24 tháng 7 thì đã vô cùng FOMO trước tin tức dự án quét võng mạc Worldcoin sẽ ra mắt token là WLD. Worldcoin thì vốn nhận được nhiều sự chú ý nhờ có nhà sáng lập là Sam Altman, CEO của OpenAI, công ty đứng đằng sau công cụ AI đình đám là ChatGPT đang làm mưa làm gió trong thị trường thời gian vừa qua. Vì vậy cho nên là ngay sau khi có tin tức là WLD sắp ra mắt thì hàng loạt sàn lớn đã nhanh chóng thông báo niêm yết đồng coin này. Đơn cử có thể kể đến như là Binance, OKX, Bybit hay là Huobi và còn rất nhiều sàn khác nữa. Sau khi niêm yết ở trên sàn Binance thì giá của WLD đã nhanh chóng ghi nhận mức đỉnh tại thời điểm là 5,29 USD, sau đó thì dao động quanh 3 USD ở thời điểm là ngày 24 tháng 7. Theo ghi nhận thì tổng cung của Worldcoin là 10 tỷ WLD với cung hiện hành là 105 triệu token, tức là 1,05%. Như vậy thì ở mức giá 3 USD thì vốn hóa thị trường của đồng coin này hiện tại ở mức là 314 triệu USD. Worldcoin thì đã huy động vốn là 115 triệu USD vào vòng Series C tháng 5 năm 2023 và 125 triệu USD ở hai vòng gọi vốn trước với định giá lên đến là 1 tỷ đô. Tuy nhiên thì con số này không thấm tháp vào đâu khi mà so sánh với FDV, tức là vốn hóa pha lõng hoàn toàn hiện tại của dự án lên đến 31,3 tỷ USD. Đây là một con số FDV vô cùng khổng lồ so với các dự án tiền mã hóa hiện đang có trên thị trường, vượt qua cả những cái tên lớn như là STETH, ADA, SOI, Arbitrum hay là Doge. Coi 68 thì cũng đã có một video trong series bổ não giải thích kỹ hơn về dự án này. Anh em muốn theo dõi thêm thì có thể tìm lại video này để theo dõi nhé. Tin tức tiếp theo là một số nghi vấn xoay quanh First Digital USD là FDUSD, stablecoin mới đang được Binance ưu ái. Vào sáng ngày 26 tháng 7 năm 2023 theo giờ Việt Nam thì sàn Binance đã tuyên bố niêm yết một số stablecoin mới là First Digital USD hay là FDUSD.
First Digital USD thì là stablecoin mới ra mắt ở Hồng Kông vào ngày 1 tháng 6 năm 2023, cùng thời điểm với chính sách mở cửa đối với crypto được áp dụng ở thị trường châu Á này. SD USD thì được neo giá 1:1 với đồng đô la Mỹ, được xây dựng trên BNB Chain. CZ thì cũng đã đăng tweet khẳng định cho thông tin này ở trên Twitter. Binance thì được cho là đã bắt đầu có động thái nâng đỡ đồng stablecoin này nhằm thoát khỏi sự phụ thuộc vào TUSD. Tuy nhiên thì stablecoin mới của Binance thì đang đối mặt với một số nghi vấn của cộng đồng về tài sản đảm bảo, con dao hai lưỡi của các stablecoin lớn ở thời điểm hiện tại. Theo dữ liệu website của dự án thì chỉ trong vòng chưa đầy một tháng vừa qua, từ 30 tháng 6 đến 26 tháng 7 thì đã có gần 9,999 triệu SDUSD được min mới, đồng nghĩa với cung của SDUSD đã x 10.000 lần, từ 1.000 lên đến 10 triệu. Trên Ethereum Chain thì đang có khoảng 1,1 triệu token SDUSD, còn con số này ở trên BNB Chain thì đang là khoảng 8,9 triệu token. Dữ liệu này thì được lấy vào trưa ngày 26 tháng 7 năm 2023. Trong khi đó thì theo báo cáo dự trữ tính đến ngày 30 tháng 6 năm 2023 thì số tài sản dự trữ của First Digital USD đang là 1.073,8 USD, tương ứng với 1.073,8 token SDUSD hiện hành khi đó, trong đó thì có 205 token ở trên BNB Chain và 823,8 token ở trên Ethereum. Ngoài ra thì một số điểm đáng chú ý khác là việc đội ngũ của First Digital, đơn vị đứng đằng sau stablecoin SDUSD thì là những cái tên khá là xa lạ ở trong thị trường crypto, dù tuyên bố là công ty đã được thành lập từ năm 2017. Tin tức tiếp theo thì xoay quanh việc rebranding của Twitter thành X và Dogecoin đang kế phem từ Elon Musk. Kể từ ngày 24 tháng 7 thì Twitter đã chính thức lột xác với tên gọi mới là X, cùng với việc loại bỏ logo chim xanh quen thuộc và chuyển sang tên miền mới là X.com. Việc biến Twitter thành X thì đã là một phần trong kế hoạch tạo ra một siêu ứng dụng đa năng của Elon Musk. Sự thay đổi này thì diễn ra ngay sau khi Meta cho ra mắt ứng dụng cạnh tranh là Threads. Sau vụ việc rebranding chấn động từ ông lớn Twitter thì đồng coin cưng của Elon Musk cũng đã được thông lây khi cư dân mạng đã tìm thấy biểu tượng D ở trong phần profile Twitter của Musk, khu vực thường hiển thị vị trí. Chi tiết này thì nằm ngay bên cạnh logo X mới của mạng xã hội này. Ngay sau khi được phát hiện thì giá của đồng meme coin này đã bật tăng 10% lên mốc là 0.084 USD. Đây là mức giá cao nhất kể từ tháng 1, song hành với khối lượng giao dịch lên đến 1,7 tỷ USD. Sau TM Việt Nam thì một sự kiện blockchain khác ở châu Á nhận được nhiều sự chú ý, đó chính là WebX 2023 đang diễn ra ở Tokyo, Nhật Bản vào ngày 25 đến 26 tháng 7. Phát biểu ở ngày đầu khai mạc thì Thủ tướng Fumiko Kishida đã cho biết Nhật Bản đang lên kế hoạch cải thiện môi trường pháp lý để khuyến khích các token Web3 và hồi sinh lại nền công nghiệp nội dung đang lụi tàn ở đất nước này. Đồng thời thì các nhà lập pháp cũng không bỏ quên những chính sách bảo vệ người dùng. Đồng thời thì Thủ tướng cũng tiết lộ thêm rằng đang có một công ty lớn của Nhật sẽ sớm công bố một dự án quy mô lớn đầy tham vọng nhằm tạo ra một khu vực kinh tế có giá trị ở trong Metaverse. Trước đó thì vào ngày 20 tháng 6, đất nước mặt trời mọc thì cũng đã ban hành luật mới miễn thuế doanh nghiệp cho nhà phát triển token. Cũng tại hội nghị WebX thì CEO của Binance là Trang Peng Zhao thì đã thông báo rằng sàn giao dịch crypto này thì dự kiến sẽ triển khai đầy đủ dịch vụ tại Nhật Bản vào tháng 8 tới đây. Động thái comeback thị trường Nhật Bản của Binance thì có thể diễn ra một cách thuận lợi nhờ vào việc đã mua lại sàn giao dịch tiền điện tử đã được cấp phép là Sakura Exchange Bitcoin SEBC vào tháng 11 năm 2022. Ở chiều hướng ngược lại thì một số công ty tiền mã hóa khác đang cho thấy sự giảm hiện diện của họ ở xứ Phù Tang. Đơn cử là Kraken và Coinbase thì đều đã cho đóng cửa chi nhánh của họ tại Nhật Bản. Ngoài những thông tin kể trên thì trong tuần vừa qua chúng ta còn nên chú ý một số tin vắn như sau. Thứ nhất là loạt bộ sưu tập Blue Chip NFT giảm 83% giá trị so với giá trần. Theo CoinGecko thì các bộ sưu tập NFT nổi tiếng thì đã giảm từ 40% cho đến gần 100% so với ngưỡng giá cao nhất của chúng. Mình sẽ để danh sách này ở trên màn hình, anh em có thể pause lại để đọc kỹ hơn hoặc là đọc bài viết của Coin68 để có thể tìm hiểu kỹ hơn về thông tin này. Trong danh sách kể trên thì có những cái tên đáng chú ý như là Bored Ape Yacht Club hay là Basie và CryptoPunk thì ghi nhận mức giá trị thất thoát cao nhất. So với ngưỡng ATH thì Basie đã mất hơn 120 ETH, còn CryptoPunk thì mất 383 USD. Dẫu vậy thì Basie và CryptoPunk thì vẫn tiếp tục nằm trong số những bộ sưu tập NFT đắt đỏ và được săn lùng nhiều nhất trên thế giới. Thông tin thứ hai là về hai dự án token STMX và AGLD thì đang bị nghi ngờ là bị thao túng giá. Cụ thể thì StormX là STMX thì đã tăng vọt 140% lên mốc là 0.015 USD, sau đó thì rút về 0.007 USD.
Giải thích cho vụ việc trên thì phía đại diện hỗ trợ khách hàng của sàn Binance thì cho biết thêm rằng đây là một sự cố khẩn cấp liên quan đến hợp đồng của STMX và đội ngũ thì đang làm việc để xử lý vấn đề trên. Còn Adventure Gold là AGLD thì đã tăng 65% lên ngưỡng 1,4 đô la Mỹ, sau đó về 0.65 đô la Mỹ. Nguyên nhân được cho là do đã có 3 tài khoản trên Bybit đã tham gia giao dịch hợp đồng tương lai, tức là các giao dịch long short AGLD với số vốn lớn trong 5 ngày vừa qua và kiếm được tổng lợi nhuận lên đến 1,2 triệu USD. Thông tin thứ 3 là trend mới Telegram Bot đã cán mốc 155 triệu đô vốn hóa thị trường. Cộng đồng crypto thì đang đổ xô sang Telegram Bot, các dự án giúp truy cập vào token dễ dàng như cách anh em gửi tin nhắn ở trên ứng dụng. Đến sáng ngày 24 tháng 7 thì mảng này đã chính thức cán đổ cột mốc là 155 triệu USD vốn hóa theo dữ liệu từ CoinGecko. Nổi bật trong trend này thì có các dự án như là Unibot là hỗ trợ giao dịch tự động ở trên Uniswap, Lootbot thì chuyên về airdrop, Bobot thì làm về trading, Brightbot thì hỗ trợ chuyển token liên chuỗi và rất nhiều dự án khác. Vậy là thông tin về Telegram Bot vừa rồi đã kết thúc số đầu tiên của tuần qua có gì, tuần cuối cùng của tháng 7. Anh em thấy sao về những động thái mới của Fed? Liệu Nhật Bản có phải là thiên đường mới cho các dự án crypto hay không? Và anh em nghĩ đồng stablecoin mới của Binance sẽ đi về đâu? Hãy cùng comment suy nghĩ của anh em và cùng thảo luận về những vấn đề này ở bên dưới phần bình luận nhé. Irene mong rằng anh em sẽ thích video này và sẽ ủng hộ trong những số đầu tiên của series tuần qua có gì. Mình là Irene và hẹn gặp anh em trong những video sau. Bye!